Hạt maca, hay còn gọi là hạt macadamia, có nguồn gốc từ Úc và ngày nay đã trở thành một nguyên liệu quý giá không chỉ trong ẩm thực mà còn trong việc cải thiện sức khỏe. Với hương vị độc đáo và giá trị dinh dưỡng phong phú, loại hạt này mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe tổng thể. Xuất xứ và đặc điểm của hạt maca Hạt maca xuất xứ từ Úc và hiện đã lan rộng khắp thế giới, bao gồm cả Việt Nam. Được biết đến với hương vị béo ngậy đặc trưng, hạt maca không chỉ là một loại thực phẩm ngon miệng, mà còn là nguồn cung cấp dinh dưỡng quý báu, hương vị tinh tế và giá trị dinh dưỡng độc đáo. Hạt maca có hương vị bùi ngậy đặc trưng, tương tự như vị của bơ, mang đến trải nghiệm thú vị cho vị giác. Mỗi ounce (28 g) hạt maca cung cấp 204 calo, 2 g protein, 23 g chất béo, 3 g chất xơ và chỉ 1 g đường. Hàm lượng dinh dưỡng này là nguồn cung cấp quý báu cho cơ thể. Lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe. 1. Sức khỏe tim mạch. Hạt maca đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát mức cholesterol và lipoprotein mật độ thấp LDL, từ đó giảm nguy cơ bệnh tim mạch. Axit béo không bão hòa đơn, MUFA, kết hợp với các chất thực vật trong hạt maca, hỗ trợ quá trình này bằng cách cải thiện hệ thống lipid máu và giảm mức LDL. 2. chất chống oxy hóa. Hạt maca chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ tế bào khỏi tác động tiêu cực của gốc tự do. Chất chống oxy hóa này là chiến binh đắc lực, chống lại quá trình oxy hóa, giúp ngăn chặn nguy cơ các bệnh mãn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường và Alzheimer. 3. Kiểm soát cân nặng. Mặc dù hàm lượng calo trong hạt maca không ít, nhưng chúng vẫn có thể hỗ trợ quá trình giảm cân và duy trì cân nặng. Hạt maca giàu chất xơ và protein, giúp giảm cơn đói, tạo cảm giác no và duy trì sự cân bằng giữa năng lượng tiêu thụ và tiêu hao. 4. Hỗ trợ đường ruột chất xơ có trong hạt maca không chỉ làm tăng cảm giác no mà còn giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Kết quả là axit béo chuỗi ngắn được sản xuất, giúp kiểm soát tình trạng viêm nhiễm và ngăn ngừa các vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa. 5. Ngăn ngừa bệnh tiểu đường. Hạt maca giúp cải thiện chỉ số hemoglobin A1C và kiểm soát đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuyếp 2. Sự kết hợp của chất xơ, protein và các dưỡng chất trong hạt maca đóng vai trò quan trọng trong việc này. 6. Chống ung thư Hạt maca chứa các hợp chất thực vật chống ung thư như tocotrienol và flavonoid giúp ngăn chặn và tiêu diệt tế bào ung thư. Điều này góp phần quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ ung thư. 7. Bảo vệ não bộ Hợp chất tocotrienol trong hạt maca bảo vệ tế bào não khỏi tác động tiêu cực, giúp ngăn chặn sự phát triển của các bệnh liên quan đến não như Parkinson và Alzheimer. Điều này thể hiện vai trò quan trọng của hạt maca trong duy trì sức khỏe não bộ. 8. Tăng tuổi thọ. Thường xuyên tiêu thụ hạt maca liên quan đến khả năng giảm nguy cơ tử vong sớm và tăng tuổi thọ. Hạt maca không chỉ là một nguyên liệu ẩm thực hấp dẫn mà còn là một kho tàng dinh dưỡng đa dạng, mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Từ việc hỗ trợ tim mạch, ngăn ngừa bệnh ung thư, kiểm soát cân nặng cho đến bảo vệ não bộ và tăng tuổi thọ, hạt maca thực sự là một phần quan trọng để duy trì lối sống lành mạnh và khỏe mạnh. Mọi người hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất. Có thắc mắc, góp ý hay muốn chúng tôi làm về đề tài gì, xin hãy để lại bình luận để chúng tôi được phục vụ. Xin chân thành cảm ơn.